Với nỗ lực triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, 45 ngày qua, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có ca dương tính nào. Rất tiếc, mới đây, tại công ty cổ phần Acecut Đà Nẵng, một doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp Hòa Khánh, vừa phát hiện 3 ca dương tính. Thực tế này buộc Đà Nẵng càng siết chặt phòng chống dịch tại các khu công nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp Đà Nẵng đã nỗ lực vượt khó, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh theo phương án 3 tại chỗ. Từ bỏ kinh phí ra để thực hiện xét nghiệm 3 ngày một lần cho tất cả người lao động và thực hiện nghiêm việc giãn cách trong sản xuất. Qua đó đã hạn chế thấp nhất việc đứt gãy chuỗi sản xuất và khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên, với việc xuất hiện trở lại ca dương tính trong khu công nghiệp, công tác phòng chống dịch càng được tăng cường. Rất tiếc là vừa rồi tại cái chi nhánh công ty Acecut tại thành phố Đà Nẵng thì đã phát sinh 3 cái ca dương tính tại công ty này. Sau khi có cái ca dương tính phát sinh tại đơn vị thì ban quản lý chúng tôi đã phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương đã xử lý dập dịch tại công ty Acecut. Mà tình hình hiện nay thì đã tương đối ổn định, việc truy vết, cách ly, xử lý dập dịch tại đơn vị này thì chúng tôi đã xử lý một cách triệt để. Thì hiện nay tại công ty Acecut đã tạm dừng hoạt động để tiến hành phun khử khuẩn và đánh giá lại cái tình hình phòng chống dịch bệnh của đơn vị để chuẩn bị cho cái công tác chuẩn bị sản xuất. Trong khi các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam đang khốn đốn vì dịch COVID-19, thì gần đây nhất tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam cũng đã xuất hiện hàng chục ca dương tính. Thực tế này càng đặt ra cho Đà Nẵng về công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, trong đó có giải pháp mô hình tổ COVID-19 ở từng doanh nghiệp. Ban quản lý chúng tôi đã yêu cầu các cái doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chỉ sử dụng cái công nhân từ cái vùng an toàn và phải quán triệt đến các công nhân này các cái biện pháp chống dịch phù hợp với tình hình hiện nay, và các doanh nghiệp phải quản lý được các cái đơn vị cung ứng nguyên vật liệu, cung ứng hàng hóa, các xuất công nghiệp từ bên ngoài vào cái doanh nghiệp, và doanh nghiệp phải thành lập được các cái tổ an toàn COVID trên tinh thần là phát huy vai trò làm chủ của người lao động. Các cái tổ COVID này thì phải đảm bảo được ít nhất 2 đến 3 thành viên giám sát y tế đối với nhóm lao động từ 20 đến 30 người. Cũng theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đến thời điểm này đã có hơn 80% người lao động trong các khu công nghiệp đã được tiêm vaccine và hy vọng sẽ đạt 100% trong tháng 9 này. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp ổn định sản xuất và tạo sự yên tâm cho người lao động. Cùng với sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng mong muốn được tiếp tục tiếp cận kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương để ổn định sản xuất.